quá chùa hoa kìa. Hả? Ta đâu có nghĩ như ta Tết ta cũng bán luôn. Ừ. Mấy ngành du lịch ít không có nghĩ Tết thôi. Đó như ba làm khách sạn cũng được, tàu cũng được. Ba vàng thì ba. Vàng đúng rồi, đồng tiền vàng á. Mà nếu có tiền thì tự gì. Chút về chụp hình ha.